Và lượt tôi đánh của mình hiện tại đang là 200%, tôi đánh tỷ lệ chính mạng là 102%. Cướp chim, cướp chim, cướp được chim rồi, cay chưa AD team bạn ơi, lêu lêu. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình đây, rất vui khi mà chúng ta lại được gặp nhau rồi. Và ngày hôm nay thực hiện theo cầu của rất là nhiều bạn khán giả, mình sẽ đem đến cho tất cả các bạn đó là sức mạnh của anh chàng Arduin. Sau một khoảng thời gian chưa động chạm tới vị tướng này thì ngày hôm nay sẽ đem đến cho mọi người đó là một phong cách lên đồ cực kỳ dị nha. Áp dụng phong cách 200% tốc đánh và 100% tỷ lệ chí mạng. Để xem vị tướng Arduin có được mạnh hay không thì chúng ta hãy cùng theo dõi. Bây giờ là mình đánh cho Skirt lên bờ xuống ruộng luôn chứ bạn ơi. Trời ơi, Skirt lại bỏ chạy mất rồi. Không dám đứng lại đánh nhau với mình luôn. Hiện tại thì mình chưa lên được quá nhiều trang bị, vậy nên là mình cũng chưa được mạnh mẽ cho lắm đâu. Các bạn thấy bị tù như thế này thôi, nhưng mà để xem cuối game khi mà mình lên được nhiều đồ rồi, lúc đấy mình có đánh được nhanh hay không và tỷ lệ chí mạng của mình có được nhiều hay không thì các bạn hãy cùng theo dõi nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ quay trở về lên và sau đó thăm hỏi đối với anh chàng Skirt. Nhưng mà Skirt đâu rồi Skirt ơi? Chán ghê, à đây rồi Skirt đây rồi, sử dụng kỹ năng và sau đó cấu rỉa tiếp. Có chiêu cuối trong tay thì ngại ngần gì chúng ta không kích hoạt chiêu cuối kèm theo combo bộc phá nhở. Ơ, không chết được, trời ơi. Đen vai trưởng. Vừa xong thiếu một chút đam các bạn ạ. Chắc là vừa xong Skirt còn đúng một máu mà thôi mà ai ngờ mình không giết được luôn. Tiếc quá, tiếc quá. Và phong cách lên đồ cho vị tướng Arduin với 200% tốc đánh là gì? Trang bị đầu tiên thì mình sẽ lên đó là giày kiên cường, bởi vì team bạn có rất là nhiều hiệu ứng khống chế nha. Ngoài ra thì mình sẽ lên thánh kiếm để giúp cho mình có thêm chí mạng. Tiếp đến là vuốt rung tàn và sau đó sẽ là 3 trang bị cuối cùng đến từ sòng đà bát táp. Khi mà áp dụng lối lên đồ này thì chắc chắn mình sẽ hoàn thiện được 200% tốc đánh và 100% tỷ lệ chí mạng. Các bạn không được áp dụng theo phong cách này đâu. Bây giờ mình sẽ cân luôn. Với chiêu cuối trăng tay thì ngại ngần gì không xử lý Natalia bốc hơi. Và ngoài ra sẽ là Morden team bạn double kill. Trời ơi, hai mạng luôn rồi. Đấy, nó phải như thế này. Phá được một vài mạng thì lúc đấy mình mới có được tiền, có được vàng để có thể lên được nhiều đồ. Chứ còn vừa sau mà không ăn được mạng thì đúng là buồn. Các bạn không được áp dụng theo đâu nhá. Bởi vì cách lên đồ này, cách lên đồ chôn game nó không được hiệu quả. Khi mà chúng ta đã quá quen thuộc với vị tướng Arduin lên full thủ để có thể mở combat rồi. Lên đồ như thế này thì Arduin sẽ máu rất giấy và ngoài ra các bạn sẽ rất là dễ bị lên bản điểm số nếu như đánh không cẩn thận. Đó, dù sao thì hiện tại thì mình cũng muốn tạo ra thử thách cho bản thân để có thể vượt qua. Ngoài ra thì làm clip cho mọi người đem đến phút giây giải trí mà thôi, chứ không có mục đích gì khác nữa đâu. Toàn là những cái mục đích để có thể đem đến những cái điều thú vị và cho mọi người có những phút giây thật là vui vẻ khi mà chứng kiến qua một cái build đồ dị. Bây giờ là 2-1, không chột cục què, vừa xong bạn chạy được thì lần này bạn vẫn chạy được, trời ơi, không giết được nổi luôn. Phí quá. Mất cái gì thì mất, không thể để mất chim được. Chim là thứ tồn tại duy nhất. Ui thôi, may quá có được chim rồi. Bây giờ mình có chiêu cuối đây, bay qua tường và sau đó xử lý luôn Morden. Morden ơi, Morden chết dưới tay của mình nữa là siêu việt. Chơi Skirt nhưng mình không dám băng trụ quá sâu đâu, trụ bắn rất đau. Đấy, bản thân mình thì mình không có quá là trâu. Thôi thì được ba mạng làm vốn rồi. Trong khi đấy là trận đấu này rất cân bằng khi mà team mình ăn 5 và team bạn ăn 5 luôn, chứ không hề hơn đối phương nhiều, không hề hơn một chút nào đâu, là rất là cân bằng luôn đấy. Trong cái phiên bản hiện tại mình đang trải nghiệm sức mạnh của vị tướng Arduin, đó là phiên bản Cúp Vinh Quang với lần cập nhật bổ sung thứ nhất, lần cập nhật bổ sung thứ hai thì vị tướng này cũng không hề có sự thay đổi sức mạnh nha mọi người nha, vẫn giữ nguyên sức mạnh như vậy thôi. Còn bây giờ thì chiến luôn anh em ơi, mình có chiêu cuối trong tay rồi, lên bảng điểm số tiếp bá đạo. Chiêu cuối cảm giác nó gây đam rất lớn các bạn ạ. Nhưng mà mọi người nhìn thấy là hiện tại thì mình có lượng tốc đánh rất là khiêm tốn, bởi vì là mình mới lên thành công được danh kiên cường, ngoài ra là thánh kiếm. Bây giờ là mình đang cố gắng hoàn thiện một trang bị tăng tốc đánh, đó là vuốt rung tàn. Lát nữa thì sẽ lên song đao, nhưng mà mất sử trụ rồi cơ đâu. Thôi nha, mình sẽ bỏ qua thanh niên Skirt này. Bây giờ mình sẽ đẩy lính lên thật là nhanh. Phải cố gắng tập trung farm. Chứ không phải chờ đợi ăn mạng thì nó cũng hơi bị vất vả.
Bởi biết đâu được, trong giao tranh biết đâu mình không ăn được mạng thì sao? Trận đấu ngày hôm nay mình đã cố tình mang cái bộc phá đi rồi. Anh Skirt ơi, anh đứng lại đánh nhau với em đi, em chán anh ngấn cơ, cấp độ bằng nhau mà anh cứ sợ em là cái gì đúng rồi. Đấy, trao đổi chiêu thức chi thức lại, lại chạy. Mặc dù lượng máu của mình và Skirt bằng nhau mà bạn ấy lại chạy. Không còn từ ngữ nào miêu tả được, cứ cấu diễn như vậy thôi. Mình sắp có chiêu cuối rồi nha. Có chiêu cuối thì chúng ta combo với bộc phá thôi. Bạn ơi, kích con chiêu cuối bộc phá lên bảng điểm số. Đấy là combo bộc phá, chiêu cuối bộc phá. Cuối cùng là mình cũng tự tay xử lý được Skirt và chúng ta có được thêm cái trụ này nữa rồi. 5-0. Lượng tốc đánh của mình bây giờ vẫn còn đang rất khiêm tốn nha. Để xem nào, đang có Moren, anh bạn Moren, mình sẽ dồn thẳng vào Moren luôn. Bằng này ngửa cây máu thì mình không ngán đâu. Moren ơi, vãi trưởng. Violet vừa xong nhanh tay thế nhở. Mình không nghĩ được rằng Violet thì có thể ăn mạng một cách phũ phàng như vậy đâu. Nhưng mà thôi kệ đi. Đầu hàng làm cái gì? Trận đấu này cân bằng như thế này đầu hàng làm cái gì không biết nữa. Các bạn có ý tưởng gì thì nhớ để lại comment bên dưới, mình sẽ thực hiện theo cầu của các bạn khán giả nha. Nhớ để lại comment, chứ đừng các bạn đừng có xem xong clip rồi mọi người thoát ra thì mình rất là buồn, bởi vì tương tác của kênh YouTube của mình nó sẽ không được tăng. Ngoài ra thì hiện tại trên Facebook ấy, nếu như các bạn có chơi Facebook, mình cá với các bạn là rất là nhiều bạn chơi Facebook rồi. Các bạn nào mà chơi Facebook thì cho mình xin tầm 10 giây để có thể tìm kiếm page G có tủ giải trí trên Facebook. Ấn theo dõi giúp mình. Mình có đăng clip trên cả page nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình đăng song song lẫn cả clip trên YouTube và ngoài ra mình đăng cả clip trên fanpage G có tủ giải trí mà. Page G có tủ giải trí của mình là page mới, vậy nên là mình mới lập ra thôi. Được tầm 5.000 follow thôi, mới ít, rất là ít. Rất ít bạn biết đến. Vậy nên hy vọng rằng các bạn mà có chơi Facebook thì nhớ tìm kiếm giúp mình nha. Ngay bây giờ tìm kiếm luôn page G có tủ giải trí đi. Ấn theo dõi giúp mình để có thể là mùa hè này các bạn xem clip trên YouTube xong các bạn có thể qua Facebook xem cũng được. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trời ơi, tôi chịu. Mình không đánh nhau với Mina. Mina nhìn rất trâu. Mục tiêu của mình đây này, chúng ta sẽ cần phải ép được vào cái trụ đường giữa đây này. Anh em ơi, chơi luôn cái trụ đường giữa ngắn cái gì đâu. Giờ có cả chiêu cuối rồi. Chiêu cuối. Đó, Skirt chết. Ui, trời, double kill luôn các bạn ạ. Nhờ cái bộc phá của mình. Thế là mình cũng được 7 mạng rồi đấy. Phải nhanh tay như vậy thì chúng ta mới có thể ăn được mạng. Và hiện tại mình đang có lực lượng vàng nhiều nhất team. Cứ combo chiêu cuối bộc phá thôi. Chắc nó chắc ăn. Tính ra thì vị tướng Arduin này chúng ta chơi thì có cả combo. Combo thì rất đơn giản. Ví dụ như là combo cấu rỉa thì các bạn chỉ cần sử dụng chiêu 1. Nếu mà chúng vào đối phương các bạn có thể sử dụng được thêm lần nữa để cấu rỉa hất tung. Ngoài ra nếu mà combo dồn thẳng ấy thì chiêu cuối lao thẳng vào, sau đó là kích hoạt chiêu 2 búp ra cho bản thân, sau đó sử dụng chiêu 1 2 lần. Rồi sau đó các bạn bộc phá chắc chắn cũng sẽ có mạng thôi. Bây giờ mình sẽ tranh thủ cướp cái con tắc kè này nhá, để xem cướp được không. Cướp. Trời ơi, không cướp được rồi. Anh em hạn chế đánh nhau đi, chờ mình. Tốc độ đánh của mình như các bạn cùng quan sát là đã có sự thay đổi rồi khi mà mình lên thành công được vút rung tàn và xong double tap. Tiếp tục hiện tại mình sẽ cố gắng đóng cái trang bị song down đến từ trang bị thứ hai. Còn bây giờ chúng ta sẽ xử lý luôn Moren ơi, Moren à, ui đông thế. Càng đông càng vui, hỗ trợ cho Batman. Đấy, thế là Batman có mạng rồi. Thôi nha, từ từ nha. Để cho mình lấy xong cái trụ này các bạn ơi. Giờ lính nâng cao như này lấy luôn trụ này mà chả hiểu tại sao cứ có một thanh niên là cứ ấn đầu hàng. Team thì rõ là giành được lợi thế như thế này, chả hiểu sao cứ ấn đầu hàng. Mình cứ đẩy lính lên cao thôi mọi người ạ. Nhiệm vụ bây giờ đẩy lính lên cao. Úi, chí mạng này nhìn có quen không? Chắc hẳn các bạn sẽ không quen một chút nào đúng không? Chúng ta đã quá quen thuộc với Arduin đánh rất chậm chạp rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nhìn thấy chí mạng nở liên tục và tốc đánh đánh rất nhanh luôn. Đừng có phá nhà vội nhé, trời ơi. Mình chưa kịp trải nghiệm và hiện tại mình cũng chưa đủ được 200% tốc đánh đâu. Phối đánh rất nhanh này. Sử dụng cây đao của bản thân và sau đó phệt. Lượng sát thương thì lớn bởi vì nổ chí mạng liên tục, chí mạng này rơi vào 1.000. Trời lần Moren, cái tầm này thì Moren, uầy, Moren bốc hơi. Cân hơn cả Skirt chứ ngán gì. Mỗi tội nó gọi Mina các bạn ạ, à. Thôi từ từ. Một với một thì mình còn ăn được. Các bạn đã nhìn thấy đã có mắt chưa? Đấy là cái mục đích của mình muốn đem đến cho người. Đó là một cái trận đấu cách lên đồ dị, một cách thú vị. Nhưng mà các bạn đừng áp dụng theo, chí mạng liên tục và đánh rất nhanh. Nhìn như thế này thì ai có thể nói được đây là một vị tướng đỡ đòn, một vị tướng đấu sĩ. Mà chắc chắn các bạn sẽ nói thẳng luôn đây là vị tướng sát tử. Hóa thân Arduin trở thành một vị tướng sát tử săn mạng. Bởi vì bây giờ mình cũng được 8 mạng rồi. Cố gắng ngày hôm nay mình sẽ không để chết mạng nào nhá. Khi mà bây giờ đang 8-0 mà.
Ô kìa, đánh nhau như thế này thiếu mình là không được đâu. Nào, cho mình xử lý. Moren, úi giời, có mạng của Moren. Úi, máu của mình. Thôi sao con biết bây giờ, mẹ chờ tin con. Ai ngờ vừa lao vào ăn được một mạng một cái mà tim bạn dồn nhanh thật sự. Căn bản máu giấy mà. Thì mình cũng đã nói nhận định ngay từ đầu. Thì chúng ta liều đã nhiều. Nhưng mà liều thì mình cũng chết luôn rồi. Cứ rất ra khỏi cái mồm là cố gắng không chết mạng nào, y như rằng lại vài phút xong là mình lại đâm đầu bị chết luôn. Lát nữa mà có cơ hội thì mình sẽ ăn cái con tà thần nha. Chứ còn bây giờ mình đang phải suy nghĩ làm sao mà có thể vượt qua được lớp rào chắn vô cùng chắc chắn của team bạn giữa Mina và Skirt. Nhìn tôi đủ biết chúng nó trâu rồi. Hiện tại thì lượng tốc đánh của mình để xem mình đạt được bao nhiêu phần trăm lượng tốc đánh rồi. Đấy, đánh rất nhanh. Và lượng tốc đánh của mình hiện tại đang là 200% tốc đánh, tỷ lệ chính mạng là 102%. Vậy là mình cũng đã hoàn thiện được xong thử thách cho bản thân, đó là 200% tốc đánh và hơn 100% tỷ lệ chính mạng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm để xem. Đánh rất nhanh, chí mạng rất nhiều, trời ơi, cầm quật liên tục luôn các bạn ạ. Đấy, đây là cái sự mong chờ mong mỏi của bản thân mình khi mà mình bắt đầu hái được trái ngọt rồi. Thăm ngàn từ đầu game đến giờ, bây giờ mới được trải nghiệm cái phong cách đó đánh rất nhanh. Kêu gọi tà thần suốt đấy giờ mà chả có ai để ý luôn ấy. Bây giờ phải có tà thần mới ép được. Nào để mình hỗ trợ cho, ui thủ ơi, trâu thế, tôi chịu. Vanen ơi, từ Vanen ơi lui đi. Lần này bạn bị tóm rồi. Thế này làm sao mà đỡ nổi. Mình chỉ có thể đứng bên ngoài hỗ trợ bạn thôi. Còn bây giờ mình sẽ lao vào với bộc phá trong tay thì xin một mạng cái coi đấy. Có được một mạng nữa rồi. Rồi xong là Skirt dính cái bộc phá mình là chết luôn. Cảm giác mình đánh vào Mina nó không thốn một chút nào luôn. Nhưng mà để mình tóm được vào Moren và Elsu xem, hoặc là Natalia xem, là banh xác đấy. Bởi vì mình bắt chủ lực team bạn mà. Tỷ lệ chính mạng của mình là 127% rồi nha. Tỷ lệ chính mạng đang dần dần được tăng lên sau khi mình hoàn thiện được các trang bị xong đã bắt tác. Còn bây giờ mình cảm thấy rất là khó lấy trụ đây này. Khó lấy trụ như này chúng ta chỉ ăn tà thần thôi. Các bạn ơi, có nhìn thấy mình binh tà thần không? Trời ơi, lại đánh nhau rồi. Ép bây giờ cũng chả ép được. Thôi từ từ để mình liều, mình lấy cái trụ này xem. Team bạn lại ra rồi, thôi em xin lỗi. Tà thần. Thôi lần này tà thần, quyết tâm tà thần. Ra hỗ trợ mình ăn tà thần cái nào các bạn ơi. Ăn tà thần xong ép nha mọi người. Hiện tại thì thời tiết chỗ mình đang rất là nóng, 40 độ C. Làm clip vào ban đêm thì không sao, nhưng mà ban ngày mình làm clip thì thi thoảng điện thoại của mình nó nóng ran luôn các bạn ạ. Không biết là các bạn chơi game có bị nóng hay không. Đúng là do thời tiết, lắm lúc phải ngồi trước quạt. Thôi chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trận đấu này. Màn kề khổ của mình đến đây cũng hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải tập trung vào và bắt lẻ thôi. Đây rồi, bắt luôn Skirt ơi. Ui, trâu vã man luôn. Đúng là em không nhìn thấy núi Thái Sơn đứng trước mắt. Anh ơi, cho em xin lỗi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Thôi xong rồi. Sân khấu này mình sẽ nhường lại cho tất cả đồng đội của mình nha. Hy vọng rằng đồng đội của mình sẽ làm được những cái. Ui, thật sự là team mình thiếu cả Vanen mà có bát của thắng luôn ấy. Thôi, một mình bản thân mình hy sinh mà đem lại chiến thắng cho team là cũng được rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye người, bye bye.